Xin chào thưa quý vị anh chị và các bạn học sĩ gần xa nhé. Lời đầu tiên không biết nói gì ngoài những lời chúc sức khỏe, cũng cầu mong cho toàn thể quý vị anh chị cũng như các bạn ở trên khắp mọi miền tổ quốc luôn có một sức khỏe dồi dào và luôn luôn thành công trong cuộc sống của mình, gặp nhiều niềm vui và may mắn. Để góp phần vào cuộc sống của toàn thể quý vị anh chị và các bạn, thì ngày hôm nay anh Thắng xin phép được giới thiệu đến toàn thể quý anh chị học sĩ một chiếc âm ly TGL, âm ly bãi. Âm ly này còn hiện trạng thì bị mặt trước rất đẹp nhưng nắp trên thì hơi bị rỉ một chút. Còn tất cả mọi hình thức chức năng hoạt động ok, tất cả còn zin, chưa sửa chữa gì. Về thì cũng vừa về hàng thôi nên giới thiệu với anh em luôn. Hiện tại là anh Thắng đang đánh với một đôi loa BMB Bass 25 côn 56 các bạn nhé. Âm ly này chạy 4 sò đại A1943 và C5200, đồng thời chạy 3 con EC2030 để xử lý các giải cao của loa lời cũng như loa chung, hỗ trợ nghe nhạc, xem phim. Vậy cấu hình của chiếc âm ly này nó bao gồm, nó có thể đánh được 5 loa, 2 loa chính và 3 loa phụ. 3 loa phụ như loa anh Thắng giới thiệu trên đây là 3 loa, 2 chiếc loa này là 2 chiếc loa phụ hỗ trợ lắng nghe nhạc. Đấy, và phát nhạc ra. Còn bây giờ để chi tiết hơn thì anh Thắng sẽ test nhạc để cho toàn thể quý vị anh chị và các bạn chúng ta cùng được nghe. Và sau đó anh Thắng sẽ báo giá với chiếc âm ly này. Rẻ thôi, không nhiều tiền như các dòng âm ly cao cấp khác đâu, nhưng nó vẫn là âm ly bãi đấy, hay lắm, mic hay, đảm bảo luôn. Bây giờ anh Thắng sẽ test bằng đôi loa vệ tinh này đã. Hai chiếc loa này thì anh Thắng sẽ tặng kèm đi theo với chiếc âm ly này nhá, tặng kèm cho các bác nhá. Còn bản thân cái loa của nó là chiếc loa này này, đây đã cháy rồi, anh Thắng đã tháo hai chiếc loa kia ở trong cái đài sáp ra, đài sáp của Japan đấy, tháo ra gắn vào đấy. Nó là loa toàn giải nên nghe sẽ âm thanh rất hay, sáng. Có nhiều bác chưa phân định được loa toàn giải thế nào và các giọng loa khác nó khác nhau ở chỗ nào. Đấy, cái loa toàn giải thì bao giờ là tiếng bát nó cũng rất yếu và tiếng lời nó ra sáng, trung sáng. Đối với các bác chơi audio thì chắc chắn sẽ hiểu vấn đề này. Riêng loa toàn giải thì chất âm của nó ra đủ 3 giải luôn, trung, bát, check. Nhưng bát bao giờ nó cũng rất yếu, nó không khỏe như các dòng mà loa mà chuyên chạy bát hoặc là chuyên chạy súp. Đây, còn bây giờ tôi sẽ mở mình hai chiếc loa này thì các bác chúng ta cùng được nghe nhé. Chạy có mình lo con đấy nhá. Giờ tôi sẽ chạy loa lớn. Nghe đã như vậy rồi, bây giờ tôi sẽ kết hợp cùng với loa vệ tinh nhá. Rất thề các bác ạ. Thank you.
bác nên nhớ là em đang đánh với một cặp bát 25 côn 56 nhá. Bát 25 côn 56 đấy. Còn trên đây là cấu hình của mặt trước âm ly còn rất sáng và đẹp, tiện cho các bác trưng bày. Đấy. Còn phía sau của nó đây. Em đang đấu loa vệ tinh với hai cọc loa này. Ở đây các bác có thể đấu thêm một loa vệ tinh loa chung ở giữa nữa. Loa Sennheiser. À, loa ở giữa. Còn loa bên vệ tinh bên trái, vệ tinh bên phải, loa trung tâm và hai loa chính. Đây là các bác đấu hai loa chính vào đây nhá. Nó chạy hai loa chính đây. Hai loa vệ tinh bên trái bên phải, loa trung tâm. Đấy. Đồng thời ở các cái cổng bên ngoài nó có cổng out, cổng chạy để các bác lai âm ly. Đấy. Còn trở về phía bên này là tất cả các cổng các bác lai âm thanh vào. Ví dụ như cổng này là cổng lai VCD, cổng CD, cổng out, cổng các cổng các dạng DVD rồi đấy, hệ giải mã đấy, tất cả các hệ giải mã đưa vào, cũng chỉ có một cổng duy nhất là cổng live bên ngoài đây. Còn những chiếc âm linh này là nó ba con EC mà anh Thắng nói nãy á, là nó sẽ đảm nhiệm ba chức năng, đấy là chạy hai loa vệ tinh và một loa trung tâm. Còn bốn con sổ đại mà anh Thắng nói nó sẽ đảm nhiệm hai loa chính. Đấy. Còn mặt phía trước này khi sử dụng thì các bác đơn giản thôi, không khó lắm đâu. Ví dụ như ở trên chức năng đằng sau các bác cắm vào lỗ CD, các bác sẽ chuyển vị trí CD hoặc chuyển là DVD. Đấy. Đấy. Hoặc có chuyển out này, chuyển DVD. Đấy. Wi-Fi chạy mic này. Đấy, CD. Như trên này đang chạy CD. Còn giờ anh Thắng sẽ tháo ra để các bác cùng được xem trong ruột gan nó như thế nào. Và đây là toàn bộ nội thất của em nó đây. Biến áp nguồn xuyến các bác nhé. Bao gồm có một quạt gió làm mát thổi trực tiếp vào tản nhiệt. Đấy. Đây, chạy hai tụ lớn này. Đồng thời chạy này, 4 sò Toshiba A1943 và C5200 sò này cực khỏe nhé, sò cục đẩy các bác nhé. Và kèm theo nó chạy 3 con IC dành cho loa vệ tinh đấy, nó sẽ chạy loa ba loa này. Đấy, 3 con IC con bên này, 3 con IC bên này, nó sẽ chạy ba loa vệ tinh này, còn hai cọc này sẽ đảm nhiệm trực tiếp vào 4 con IC này, 4 con sò này. Đấy. Và trên hệ thống loa của nó đều có các cái cầu chì để giảm tải quá công suất này của 4 con sò này. Đầu ra của nó. Đấy. Sẽ ăn trực tiếp vào đây. Và nó sử dụng toàn bộ bằng EC này. Các bác thấy đấy. Men vỉ còn rất đẹp. Kể cả mặt trước đến mặt sau. Đấy. Chiếc quạt là còn nó có chức năng là khi nào mà chạy cực nóng hoặc có khai thác công suất mạnh thì nó sẽ quay. Chứ không phải bình thường nó không quay đâu. Đâu bình thường nó không quay đâu các bác nhé. Đây này. Đấy. Bây giờ có thể bật to nó sẽ quay đấy. Giảm nhỏ thì nó cũng đồng thời nó không đủ nóng nên nó sẽ không quay. Vặn to thì nó sẽ quay. Biến áp nguồn xuyến này các bác này. Đấy, trên đây là anh Thắng giới thiệu về chiếc âm ly TGL bãi. Còn rất đẹp. Đấy, để cho các bác chúng ta cùng được tham khảo và cũng như thảo luận, đánh giá, chia sẻ và bình phẩm về chất lượng của nó. Còn bây giờ anh Thắng xin phép nắp lại và test tiếng mic của nó. Giờ anh Thắng sẽ dùng một chiếc mic dây này để test thử. Các bác nghe thử tiếng echo của nó nhé. Hello, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hello, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hello, 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 hello. Nếu mà nói về cảm giác thì anh Thắng cảm thấy hài lòng. Bởi vì tiếng mic của nó rất tơi, khiến cảm giác mình nói nó rất nhẹ nhõm, nó không nặng nề.
Và ECHO thì nó cũng đảm bảo được cái yêu cầu tiêu chuẩn. Đấy, nếu như bác nào về chuyên viên về âm thanh thì các bác sẽ cảm nhận được ECHO của nó thế nào. Còn ví dụ như là riêng anh Thắng mà đã trải qua trường lớp thì cần delay nó hơi thấp một chút. Cái này nó dành cho người những người mà chuyên hát karaoke mà cũng có một chút gì đó kiến thức âm nhạc. Đối với các bác mà có một chút thẩm âm thì thường thường hai chỉnh ECHO có 3 tiếng vọng. Đấy. Bao gồm cả giải delay, giải tham, độ trễ và delay thì nó sẽ phối hợp với nhau được 3 giải. Đấy. Nhưng chiếc âm ly này thì nó đã được cân chỉnh rồi. Nên nó rất hay. Đây là nút tăng mic này, bass mic này, metro này. Đấy. Giờ tôi sẽ test thử một bài hát để các bác chúng ta cùng nghe thử xem làm sao. Alo, 1, 2, 4, 5, 6. Giờ sẽ hát một bài. Nó sẽ vi phạm bản quyền rất là nhiều đấy. Trên tất cả các video này các bác thông cảm cho vì sao. Tại sao video có hay ngắt quãng. Em chạy trực tiếp bằng nhạc trên này nhé. Đây, sẽ test bài em sẽ là cô dâu đẹp nhất. Dạ, bớt bát một chút. Khoảng cách rất gần nha. Nghe tiếng bass chắc lắm các bạn ạ. Em xinh đẹp như một bông hoa hướng, hương thơm còn vương nhẹ nhàng nơi đây. Anh như người say theo em mỗi bước qua, anh như một đá ngược từ dài. Em như nàng thơ mà ai ai cũng mơ, không gian lặng im chỉ còn hơi thơ. Cho anh vẫn trong tay để giữ em ước gì, con đường hạnh phúc đâu ta chạy trên. Cười lên đi cô gái, là em chưa ai, ngài chỉ lo khi mưa đã có anh đây rồi. Nhìn em màu áo trắng đẹp như ngọn ánh sao, đôi với em là cô dâu đẹp nhất. Cười lên đi cô gái, từ đây mỗi sớm mai nụ hôn anh em ai sẽ cứ kèm dây. Cười lên đi cô gái, để cho em thấy vui, hãy giữ trọn đời ở bên anh đi. Bông hoa dương hương thơm còn thương nhẹ nhàng nơi đây. Anh như người say theo em mỗi bước qua, anh như một đá buông từ dài. Em như nàng thơ mà ai ai cũng mơ, không gian lặng im chỉ còn hơi thơ. Cho anh được cầm tay để giữ em bước đi, con đường anh cũng đôi ta đợi chờ.
chỉ lo chi nữa đã có anh đây rồi. Nhìn em màu áo trắng đẹp như muôn ánh sao, đối với anh là cô dâu đẹp nhất. Cười lên đi cô gái, từ đây mỗi sớm mai nụ anh em mãi sẽ bước em dậy. Cười lên đi cô gái, từ đây mỗi sớm mai hãy đưa trọn đời ở bên anh nhé. Những năm tháng đêm nay anh sẽ ghi nhớ mãi giây phút này. Anh mắt anh lung linh ly rượu mừng. Không được khỏe trong người nên là mệt lắm các bác ạ. Nhưng mà khoảng cách em đứng ở rất gần các bác nhá. Khoảng cách chỉ bậc này thôi nhưng mà nó không hề bị rú rít đâu. Đối với các âm ly bình thường một tầm này mà hát để mà thoải mái được là rú rất ác này. Nhưng mà hiện tại nó không hề rú, mặc dù là hai loa vệ tinh đứng ở trước mặt luôn. Đối với các loại âm ly khác, nếu mà loa vệ tinh hoặc loa chép mà đứng trước mặt thế này thì bao giờ cũng bị rú. Em sẽ test một bản của audio file hoặc một bản nhạc bốc một chút. Không phải hát rồi các bác nhé, test các bác nghe thôi, hôm nay em mệt lắm. Thôi tên nhạc Việt thì đỡ tránh bản quyền, nhạc kia nó toàn bản quyền thôi. À, cái này được này. À, đây. Thử luôn. Hát bằng hai loa vệ tinh nha bác nhá, mặc dù là bass dừng lại rồi. Đấy. Đấy. Nhích tắt hẳn luôn, tất cả toàn bộ luôn, còn nhích một chút là loa vệ tinh hát. Còn tất cả chức năng to nhỏ loa vệ tinh là ở đây. Đấy. Còn nói chung là nếu mà để các bác nghe tỉ tê, nghe du dương thì nó rất hay. Vì loa này, âm ly này nó hỗ trợ cả nghe nhạc. Và bây giờ anh Thắng xin phép được báo giá chiếc âm ly này gửi đến các bác. Đấy là âm ly TGL này có giá trị là 1 triệu đồng. Đấy. Tặng hai bác, tặng các bác hai chiếc loa vệ tinh để các bác tiện nghe nhạc cũng như xem phim. Còn nếu như các bác lấy cả bộ này thì cả hai đôi loa này nữa thì giá chỉ có 2 triệu 9 thôi. Không tặng mic nhá, chưa bao phí vận chuyển đâu. Đấy. Âm ly này trị giá chỉ có 1 triệu đồng thôi. Các bác nào lấy về chơi thì quá ok luôn, đồng thời nghe nhạc cũng được. Nghe nhạc nếu như các bác kiếm được một đôi loa, ví dụ như là Boss chẳng hạn, Boss 20 thôi, các bác nghe nhạc cũng cực phê luôn, mà hát cũng cực đã. Đấy, chia đôi với chiếc âm ly này. Boss nó các bác nên để ý nhá, loa Boss mặc dù nó là bass 20 thôi nhưng mà côn nó là côn 4 lớp đấy.
Côn bốn lớp khi nó còn còn khỏe hơn cả cái đôi côn 56 của em rồi kìa. Đấy. Bình thường cái loại này là côn 33 giờ anh chỉ được 2 đến 3 lớp thôi, không được 4 lớp như loại kia đâu. Đấy, video kết thúc tại đây. Gửi lời chào thân ái đến các bác cũng như có đam mê âm thanh và chơi âm thanh. Bác nào có nhu cầu sử dụng thì vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại là 0988849606 hoặc 0912889606, em giao hàng toàn quốc. Cấu hình 1 triệu một kiểu âm ly TGL này bao gồm một âm ly và một đôi loa vệ tinh tặng các bác nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị anh chị cũng như các bạn chơi audio gần xa.